Cho anh em nha, thì chiếc 60 này em chuẩn bị bàn giao cho khách đó, với cái giá là 100 triệu ha. Chiếc này là khách chỉ mua về để cắt cỏ thôi, thì em cũng đang có dọn sơ sơ cho khách rồi, kiểm tra hộp số rồi bông cứu động cơ là nguyên kim của nó trên sân mới rồi. Nhìn nó cũng chiếc này khách cũng không quan trọng chuyện vô vườn đập đâu, tại vì họ mua về để mà họ cắt cái cỏ cho nó dễ được lúng đó. Thì lúc cỏ nó rớt xuống rồi thì phơi thôi, thì ra thẳng luôn. Thì ăn một bảo dưỡng thì em bữa hổm em quên quay, tại vì này tưởng làm sẵn, không quan trọng ở động cơ thôi. Đó. Thì cho đường nó ra thẳng luôn, thì có chế là xíu. Cái này thì làm sơ sơ thì giá nó mức giá nó quá rẻ đi. Cái này đã giao 100 triệu. Đơn giản nó chỉ có hàm cắt rồi đưa cỏ ra phía sau luồn ra sau thôi, một cái xe đi nó hốt thêm, nó hốt lên rồi. Nhạc chân cũng đã làm lại mới, còn số con nữa mở rồi kiểm tra hết toàn bộ luôn rồi. Đây cái dàn cuốn ở đây là em có đeo thoi mới, mới tin là để bên này với mà cho cỏ dài nó vô dễ hơn, nó đưa đường mà. Đây là nó thái. Đây, dàn chân bên đây cũng hoàn chỉnh. Cũng khá còn khá là mới. Cảm ơn anh em. Rồi em xin chào mọi người nha. Thì em quay sơ lược cái kho máy hiện có của công ty em ha. Thì bây giờ để em quay sơ lược cho mọi người xem ha. Thì quay từ trên cao trước ha.
Thì kho của em gồm có máy cày và máy gặt lúa thì em có DC70 là để phía trước này ha. DC70 có hai loại là DC70G là cái loại có vừa khoan, và DC70 thường là những chiếc máy giống vậy. Ở phía trong đây thì em có để mấy chiếc 105 ha, đây là máy lớn hàm cắt 3m, 105X đây, còn 3 chiếc cho anh em xem ha, em phong lớn kìa. Đây anh em nào muốn xài 105 thì em có sẵn nhiều lắm nha. Ở phía bên đây là mà em cũng còn mấy chiếc DC95 ha, DC95GM hàm cắt 2m7 ha, độc lòng 2m4. Đây là cái khu vực mà để những chiếc DC70G của Thái, đây, nguyên phiên bản chưa hạ bồn. Đây cho anh em xem. Với lại em có một số máy DC70 Plus, DC70G Plus là hàng chạy 95% gần như mới, mới chạy khoảng 100 với 200 giờ thôi. Đây rất là mới nha nè, này là chiếc DC70G Plus hàng hiếm á, em về container được rồi, còn cuốn chưa chắc hết sơn luôn ha. Trong này cũng để có để máy đó nha, phía trong. Đây là cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53, huyện Đồng Hồ, tỉnh Vĩnh Long á. Hiện tại có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Là phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Cảm ơn mọi người nha. Ê, hai container chứ của máy gạch và điện hợp có tổng cộng 6 chiếc á, máy này chất lượng 90% hết nha. Thế bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi video ha. Nếu anh em còn thấy thích cái kênh của mình á, muốn tham khảo về máy móc á, thì anh em nhấn nút đăng ký này ha, giúp mình ha. Đây. Thì các anh em sẽ nhận được những video mới nhất á, mình sẽ đăng cho mọi người xem. Rồi xin cảm ơn nha.